nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Câu nói này luôn đúng trong mọi thời đại. Các cô cậu học trò thì luôn nghĩ ra đủ chiêu trò mặn như vựa muối, bá đạo trên từng hạt gạo, khiến cho thầy cô phải đau đầu chảo thua. Thời còn đi học ngồi trên ghế nhà trường, các bạn từng chôn thầy cô bạn bè bằng những trò gì? Hãy khai mau dưới phần bình luận nhé. Và để xem liệu cái thời đó của các bạn có dữ dội hay không và dữ dội như thế nào thì hãy cùng xem video ngày hôm nay nhé. Họa sĩ tài ba với sách giáo khoa. Sau những giờ học tập căng thẳng thì những kiệt tác trên trang sách chính là cách thức để đám quỷ mua vui giải trí. Những cuốn sách sử, văn hay bất kỳ một cuốn sách nào có hình đều có thể trở thành nạn nhân của những tay họa sĩ ngẫu hứng không chuyên. Phải nói là đỉnh của đỉnh, họa sĩ tài ba như Leonardo da Vinci có khi còn phải phục học sinh Việt Nam ta vài bậc ấy chứ chẳng đùa. Những bức hình, bản phác thảo của tác giả, nhà khoa học, nghệ sĩ là nguồn cảm hứng vô hạn cho đám nghệ sĩ ấy. Gà đun bao giờ chín hả ba? Chắc hẳn tác giả đã có một tuổi thơ dữ dội lắm đây. Thạch xanh hay thạch đỏ cũng không biết nữa. Ít ai có thể ngờ được hình phẳng cũng có thể cong như thế này. Có ai nhận ra đây là tác phẩm nào không? Trượt băng nghệ thuật nhất là phải canh cho đúng độ. Sáng tạo một chút thì vui, sáng tạo nhiều chút thì vào sổ đầu bài nghe chưa? Các bạn cảm thấy ấn tượng nhất với tác phẩm nghệ thuật nào? Comment ngay bên dưới cho chúng mình biết nhé! Dấu xe đạp của bạn. Thủa đi học, tụi học trò thì nghĩ ra rất nhiều trò nghịch ngợm khác nhau. Nào là giấu cặp sách của bạn, nào là vẽ mực lên áo, rồi giấu mũ bảo hiểm. Tạm quên mấy trò dễ đoán đấy đi. Học trò Việt Nam là cứ phải bị cô nan nhập, nghĩ ra cái trò chơi giấu xe đạp hách não khiến cư dân mạng được phen cười ngất. Sẽ thật là tệ nếu rơi vào một buổi trưa, bạn tan học và không thể tìm thấy chiếc xe đạp của mình đâu. Hóa ra, lũ bạn đã đem nó lên tận nóc nhà xe của trường và cho nằm lăn lóc trên ấy. Trò đùa này vừa hách não mà vừa tức tối. Đã mất công đi tìm xe thì chớ, giờ còn phải mò lên tận nóc nhà để lấy cái xe xuống khiến ai nhìn cũng thương. Những chiếc xe đạp vốn dĩ khi đến trường sẽ nằm ở vị trí bãi đỗ xe. Nhưng bây giờ, với sự nghịch ngợm của các cô cậu học trò mà nó bị đưa đến một nơi hoàn toàn khác. Chắc hẳn khi đi học, không ít lần các bạn phải toát mồ hôi hột khi ra bãi xe của trường mà không nhìn thấy hình dáng quen thuộc của siêu xe mình đâu. Toát mồ hôi đi tìm vì sợ mất xe, nhưng mà lòng vòng một chút thì thấy nó nằm ở cái vị trí không thể oái oăm hơn, ví dụ như là thùng rác, trên tầng các mái hay cả vườn trường như thế này. Đây quả là trò nghịch của những đứa bạn cùng lớp mà khiến chủ nhân của chiếc xe đạp đến phát điên. Treo xe lên cây cho đỡ nắng là lý do mà các bạn học sinh đưa ra để biện minh cho trò nghịch quái đản của mình. Dù anh đây tỏ ra rất tức tối với trò đùa của lũ bạn, nhưng chủ nhân của chiếc xe chỉ biết ngậm ngùi tự gỡ xe xuống để đi về nhà. Không biết các fan của Top 1 Khám Phá đã từng là nạn nhân của trò đùa tinh quái này hay chưa nhỉ? Nhớ điểm danh ngay dưới phần bình luận nhé! Ăn quà trong lớp. Nếu ai mà hỏi Top 1 chúng mình thời đi học nhớ nhất là vụ gì thì Top 1 chúng mình xin thưa, đó chính là ăn quà vặt trong lớp. Phải nói là nó y như một cái thú vui tao nhã hay là một nét văn hóa gì đó. Top 1 ngày xưa trong ngăn bàn lúc nào cũng có gói bim bim hay là túi xoài xanh. Có ai như thế không? Điểm danh một phát để Top 1 chúng mình biết mình không cô đơn nhé. Đang ngồi nghe giảng mà thèm ăn vặt thì sao? Xét về độ chuyên nghiệp thì phải nói là đỉnh của chóp. Ngụy trang khéo léo, thao tác thành thục giúp các cô cậu học trò dễ dàng qua mắt được thầy cô. Ngon lành thưởng thức snack ngay trong giờ học. Biết là bị cấm, nhưng mà cái lũ quỷ này thì cái gì càng bị cấm lại càng hứng thú mới chết chứ. Có cách thông minh và công phu đến mức giáo viên nếu bắt quả tang cũng phải giật mình rồi phì cười. Cô bạn này đã dở ngay chiêu lầy lội, nhét hộp sữa vào ống tay áo khoác, sau đó chống tay lên cằm như mơ màng lắng nghe cô giảng bài, nhưng thực chất thì đang miệt mài hút sữa. Sau những lần vụng trộm chót lọt, đó còn là cảm giác bị quê một cục trước mặt cả lớp khi bị phát hiện. Cũng có khi sẽ bị giáo viên chôn lại như cách thầy giáo trong clip dưới đây. Nam sinh ăn xôi bị thầy giáo phát hiện và cái kết là cậu bạn này bị thầy bắt đứng ở trước cửa lớp, ăn hết hộp xôi của mình trong vòng 5 phút trước mặt cả lớp. Vừa sợ thầy giáo phạt, vừa ngại trước mặt cả lớp nên thanh niên này sau khi bị thầy phạt đã cố gắng ăn nhanh nhất có thể để được mau chóng về chỗ. Cảnh tượng vừa hài hước vừa đáng thương khiến ai cũng phải cười ra nước mắt. Dọa ma cô giáo.
cao của những trò nghịch tinh quái của lũ quỷ nhỏ này bày ra, phải kể đến trò dọa ma cô giáo. Dọa ma thì tất nhiên là phải chọn cô giáo rồi, chứ chọc đến thầy giáo bằng trò này thì chỉ có ăn roi vào mông. Một nam sinh quấn băng gạc trắng kín người như xác ướp Ai Cập, đứng phía sau cửa lớp. Cũng như mọi ngày, cô giáo trẻ hào hức bước đến lớp với bao nhiêu suy tư về bài dạy trong tiết học sắp tới. Và khi đến cửa lớp, khỏi phải nói, cô giáo suýt rụng cả tim, bỏ chạy khi thấy xác sống loe ngoe. Tiếng hét thất thanh của cô giáo trở thành niềm sung sướng của lũ học sinh lắm chiêu nhiều trò đang ngồi trong lớp. Không hiểu biểu cảm của cô giáo sẽ thế nào khi mở cửa lớp thấy một đống xác chết la liệt trên bàn. Các thầy cô dù có cảnh giác tới đâu cũng không thể ngờ những học trò cưng lại có ngày khiến mình rớt tim ngay trước cửa lớp như thế này. Còn trường hợp này, một nam sinh mặc đồ ma quỷ nấp sau cửa lớp, chờ cô giáo mở cửa bước vào, nhảy ra một phát, dọa cô giật cả mình trong tiếng cười reo của lũ học sinh tinh nghịch. Sau phút giật mình, cô tiến về bục giảng với nụ cười tươi rói. Rồi cô lại thêm một lần đứng tim khi một vô diện từ gầm bàn chui vào trêu chọc cô lần nữa. Hú hồn chim én luôn. Làm stylist cho thầy cô. Nếu như trước đây hình ảnh thầy cô hiện lên quen thuộc với những chiếc quần đen áo trắng, thì bây giờ trên bục giảng đã có rất nhiều màu sắc hơn, trang phục cũng đa dạng hơn nhờ tài phối đồ đầy cảm hứng từ đám quỷ dưới lớp. Vật dụng được học trò sử dụng trong những màn đùa nghịch này chính là bút bi, bút tẩy, thước kẻ, hộp chì, tập vở, ba lô, túi đựng đồ dùng học tập, vân vân và mây mây. Chiếc áo khoác dạ màu nõn chuối kết hợp với chiếc quần màu đen của cô giáo được so sánh như một chiếc bút có màu sắc tương tự. Ghim bấm giấy cũng được trưng dụng vào hành động bá đạo trên từng hạt gạo này nhé. Trang phục của cô giáo này rất đồng điệu với chiếc bút đánh dấu màu hồng đen. Ôi, thật là vi diệu! Để thêm phần vui nhộn và có sự so sánh giống nhất, nhiều trò quái hơn khi thiết kế thêm dụng cụ học tập cho một chi tiết nào đó. Trong bức ảnh này, một bạn còn gắn thêm một đầu dây đen giống như mái tóc của cô giáo bên cạnh màu xanh có sẵn từ chiếc bút. Khi đăng tải ảnh, học trò còn hài hước đính kèm với những câu cảm thán kiểu "Cô ơi, em xin lỗi!" hay "Xin lỗi cô, chỉ là hôm nay trời đẹp!" Các thầy cô sau khi phát hiện ra chắc cũng sẽ không nỡ lòng giận cái lũ quỷ nhỏ đáng yêu này đâu nhỉ. Chôn bạn ngủ gật. Dân mạng nói rồi, mà đã nói là không sai bao giờ. Đừng ngủ khi đám bạn còn thức. Cái gì nó cũng có lý do của nó hết các bạn ạ. Dường như nó đúng trong rất nhiều trường hợp. Không ít bạn vì quá mệt sau khi phải học 4 đến 5 tiết liền nên đã trốn sau lưng bạn cùng lớp, gục xuống bàn nằm ngủ, tìm đến với những giấc mơ. Nhiều bạn ngủ say đến mức cô giáo đến tận nơi gọi cũng không biết gì. Nhân cơ hội này, nhiều cô cậu học trò lém lỉnh, quái chiêu, tranh thủ chụp lại ảnh bạn đang ngủ gật để đăng lên Facebook trêu đùa. Nhưng cũng có trường hợp học sinh nghĩ ra trò chôn quái chiêu hơn, khiến khổ chủ cười ra nước mắt, cạch mặt không dám ngủ gật trong lớp nữa. Như cô gái trong ảnh dưới đây, mới tranh thủ trở mắt một chút, đã được các bạn xăm chỗ miễn phí. Bàn tay phải của cô bạn được tô xanh như chanh sơn dầu. Thì ra vì ngủ quá say, ngủ không biết trời đất gì nên nữ sinh này đã bị các bạn trêu chọc, tô mực bút bi kín tay. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như cô bạn này ngủ gần một cách bình thường. Đằng này, trước mặt lại có tấm bảng, đang hồi tưởng kiến thức lý, đừng làm phiền. Có bạn nào đã từng là thủ phạm hay là nạn nhân của những màn chôn này không nhỉ? Nói chung là cứ phải tỉnh táo, vì không biết bọn bạn sẽ làm gì khi mà chúng ta say giấc nồng đâu. Dán giấy lên lưng bạn. Trò này chưa từng có dấu hiệu giảm nhiệt đối với các thế hệ học trò từ xưa đến nay. Không biết hiện giờ các bạn còn chơi trò này hay không? Hãy nói cho top 1 chúng mình biết với nhé! Sau những giờ học căng thẳng, tin nhà mình thường sử dụng những tờ giấy đủ màu sắc hay những tờ giấy nhớ, viết lên vài chữ nhằm chôn bạn bè. Nội dung trên giấy thì thôi rồi đủ thứ trên đời. Nào là tôi bị điên, cho đến tôi yêu bạn ABCXYZ, hay là đấm tôi một phát đi. Mỗi lần dán lên lưng đứa nào là phải giả vờ, vỗ mạnh bụp một phát vào lưng nó, rồi hỏi han gì đó để tránh bị lộ. Dán xong rồi thì mấy đứa ngồi sau cứ cười khúc khích. Ôi dồi ôi, nạn nhân bị dán giấy mà còn năng nổ hoạt bát, chạy khắp nơi thì cả lớp phải nói là được trận cười no, quên học bài luôn. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp nạn nhân nhạy cảm hoặc là dòng chữ hơi quá đáng có thể làm tổn thương người khác. Chính vì vậy, tốt một chúng mình khuyên các bạn nên chơi khôn và chơi có điểm dừng nha. Có bao nhiêu chiêu trò trong danh sách ngày hôm nay mà các bạn đã từng dùng để trêu đùa bạn bè và thầy cô? Hãy comment ở phía dưới cho chúng mình cùng biết nhé!
Những trò nghịch ngợm này thì tuy lầy lội và quậy phá, nhưng nó lại là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, để sau này có nhắc lại cũng khiến người ta bật cười, sau đó lại bùi ngùi nhung nhớ đúng không nào? Nếu như video ngày hôm nay đã giúp cho các bạn có thêm những phút giây thoải mái, thì các bạn hãy tặng cho chúng mình một nút like, share và đăng ký kênh các bạn nhé! Trên màn hình thì chúng mình có để lại những video hay ho có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!